ảnh hậu trường hài hước của dàn sao Hoa ngữ tại lễ trao giải Hoa biểu 2018. Tối ngày 8 tháng 12, tại Trung Quốc đã diễn ra lễ trao giải Hoa biểu lần thứ 17. Giải Hoa biểu là một trong ba giải thưởng quan trọng nhất của nền công nghiệp điện ảnh Trung Quốc, được tổ chức 2 năm một lần nhằm tôn vinh những thành tựu xuất sắc cùng những nghệ sĩ tài năng đã cống hiến cho lĩnh vực phim ảnh. Hãy cùng điểm qua những khoảnh khắc thú vị lẫn hài hước tại sự kiện này nhé! Thứ nhất, Lu Han lặng lẽ ngồi góc phòng ngắm bạn gái Quan Hiểu Đông. Hiếm khi xuất hiện cùng nhau trong một sự kiện, Lu Han, Quan Hiểu Đông nhận được sự chú ý lớn. Hình ảnh hot đứng thứ vị trí thứ 2 trong top tìm kiếm chính là khoảnh khắc Lu Han ngồi ở góc phòng lặng lẽ ngắm nhìn Quan Hiểu Đông đang trả lời phỏng vấn từ báo giới. Dân tình đỏ con mắt mới soi được Lu Han bởi vị trí ngồi của anh khá khiêm tốn, lại xa bạn gái. Thứ hai, Lu Han, Ngô Diệu Phàm chung một khung hình. Đều là cựu thành viên của nhóm EXO, thời gian gần đây Lu Han và Ngô Diệu Phàm có dịp chạm trán khá nhiều lần, cả hai cùng có mặt tại phòng đợi trước sự kiện, tuy nhiên lại ngồi cách xa nhau. Thứ ba, tứ đại Lưu Lượng cùng dự chung sự kiện. Bốn nghệ sĩ nam trẻ tuổi hot nhất hiện nay là Ngô Diệu Phàm, Lu Han và Lý Dịch Phong, Dương Dương đều tề tựu chung tại thảm đỏ danh giá này. Đây là lần đầu tiên một sự kiện quy tụ được cả bốn mỹ nam hot hit của Cbiz. Thứ tư, mái tóc ngắn của Trương Tử Di. Sau nhiều năm trung thành với mái tóc dài, Trương Tử Di của ngày hôm nay gây sốc khi khoe mái tóc cực ngắn cùng phần tóc mái có phần lởm chởm của mình. Tuy vậy, khí chất và thần thái của nữ diễn viên vẫn đạt 100 điểm. Thứ năm, Vương Tuấn Khải lễ phép bắt tay Trương Nghệ Mưu. Hình ảnh đẹp của lễ trao giải chính là khoảnh khắc thành viên của GFBOY Vương Tuấn Khải cúi người bắt tay đạo diễn gạo cội Trương Nghệ Mưu. Hai thế hệ nghệ sĩ tài năng của showbiz được kết nối và tạo sức lan tỏa. Thứ 6, Dịch Dương Thiên Tỷ chụp ảnh kỷ niệm cho Lu Han. Biểu cảm đáng yêu của Dịch Dương Thiên Tỷ khi chụp hộ bức ảnh cho ông anh Lu Han khiến fan không ngừng quán quéo. Thứ 7, Phong Đình Bảng tái ngộ. Shipper của cặp sao nam nổi tiếng Trần Vĩ Đình, Lý Dịch Phong chắc chắn mở cờ trong bụng khi được nhìn thấy hình ảnh hai nghệ sĩ tái ngộ tại sự kiện. Không chỉ vậy, họ còn cùng đứng trên sân khấu trình diễn cực kỳ vui vẻ và đáng yêu. Thứ 8, Đặng Siêu lôi kéo dàn mỹ nam mỹ nữ cùng chụp selfie. Đặng Siêu đã có màn lôi kéo dàn nghệ sĩ đình đám của showbiz để chụp tấm selfie đầy đời. Trong bức ảnh có đủ các nghệ sĩ gây ảnh hưởng, nữ hoàng trăm triệu fan Dương Mịch, ảnh hậu Kim Mã Châu Đông Vũ, hai trong số tứ đại Lưu Lượng là Dương Dương và Lu Han, đạo diễn Quách Kính Minh, diễn viên Vụt Sáng với show truyền hình thực tế Trần Hách.